các bạn nhé. Tiếng Anh có mấy thì? 7 thì à? 8, 9, 12. Đến bây giờ nhắc lại thì có khi là cũng ít người biết đúng không? Và nói cho các bạn một tin vui nhá. Đấy là khi các bạn hỏi người bản xứ ấy, thì phần lớn những người bản xứ ấy đều không biết thì là gì và không biết có bao nhiêu thì và những cái thì nào được sử dụng nhiều nhất. Đấy. Thế thì tại sao chúng ta lại phải học những cái đấy trong khi mà người bản xứ người ta có thể nói một cách vạch. Tại sao mà mình cứ học ngữ pháp rồi để đi ra đường mình không biết nói một chữ nào? Tại sao mà mình học ngữ pháp rồi đâm đầu vào làm những cái bài thi rồi những này kia rồi trong khi phát âm của mình chẳng ra một cái gì cả? Vậy mà bao nhiêu năm đèn sách chúng ta đã phải ngồi miệt mài với cái đống ngữ pháp đấy. Rồi nào là chia động từ, rồi nào là nhớ hàng ngàn các công thức, rồi ngôn thứ nhất cộng với động từ nguyên thể, rồi ngôn thứ hai cộng với động từ này kia. Tin vui cho các bạn đây, hãy vứt hết tất cả các thể loại ngữ pháp đấy đi. Nguyên tắc số 2 của EE, không học ngữ pháp. Vứt hết sách vở đi, không có vở thì đời sẽ hớn hở. Thế thật ra thì nghe nó có vẻ hơi sai sai đấy. Tiếng Anh mà không học ngữ pháp thì nói kiểu gì? Thế nhưng mà thử nhìn lại nhá, bao nhiêu năm qua các bạn học ngữ pháp, đến bây giờ các bạn đã nói được tiếng Anh chưa? Nói được chưa? Thật ra ấy, khi chúng ta nói tiếng Anh thì chúng ta không cần những cái ngữ pháp lằng nhằng mà chúng ta thi ở trên trường lớp đâu. Những cái ngữ pháp đấy là nó khô lắm và nó toàn là lý thuyết thôi, nó không có mang tính ứng dụng thực tế. Họ chỉ sử dụng những ngữ pháp thực sự cơ bản thôi, thật cùng lắm là chỉ 2 đến 3 thì cơ bản thôi và không cần cái cao siêu như thế đâu. Và nếu như các bạn muốn biết xem là nếu học tiếng Anh mà không cần học ngữ pháp thì chúng ta sẽ học kiểu gì được thì hãy nhớ đón xem tập sau nhé.